Sushi Đăng Ngôi 9 tuổi và bé Siro Khôi Nguyên 7 tuổi. Hai anh em Sushi Đăng Ngôi và Siro Khôi Nguyên là gương mặt thường xuyên xuất hiện trong nhiều TVC, với rồi liên quảng cáo của các nhãn hàng, góp mặt trong những dự án phim ngắn, MV ca nhạc, biểu diễn trong những chương trình nghệ thuật thời trang lớn, cũng như là tham gia rất nhiều game show truyền hình và có nhiều clip đạt triệu view như Biệt Tài Tí Hon, Nhanh Như Chớp Nhí, Người Đi Xuyên Tường, vân vân. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật đông nhiệt để cùng chào đón hai tài năng lớn của chúng ta thưa quý vị. Và bóng hóa xin kính chào quý vị khán giả. Xin phép được chào Sushi Đăng Ngôi và Siro Khôi Nguyên. Và bóng hóa xin kính chào quý vị khán giả. Nhà vô để xem coi là cái gì nữa nha. Đây. Bóng
Let's take a look. A fish will come. Let's count. One, two, three. Okay. A fish will come. And nothing. So we count again. One, two, three. Wow. We count a fish. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên không mấy bạn? Hả ngạc nhiên hả? Rồi tiếp tục nha. Đây lắc một cái thì một con cá làm cái gì nè? Wow, hết hồn luôn. Đây nè, đếm lại 1, 2, 3. Rồi đây mình đếm lại nha. 1, 2. Ủa mới 2 thôi nè. 1, 2, 3. Ông Hoa thương bạn bạn. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Làm lại. Giờ mình nói làm lại nè. 1, 2, 3 mình nói làm lại nha. 1, 2, 3. Làm lại. Cũng không được nữa. Thôi mời Siro Khôi Nguyên đi. Có thể em sẽ làm được nha. Wow. Rồi mời cô gái qua đây luôn. Cảm ơn con nha. Và chúng ta sẽ tiếp tục với một màn. 4, 5 đi. 4, yes. Rồi ở thực ra sẽ làm gì với cái vòng này nha. 2, 3, 4. Hay không? Xuyên qua luôn, xuyên qua sát luôn. Cái vòng đi lại đó nha. Rồi xem, làm lại lần nữa nha. Tiếp tục. Mình đếm lớn lên các bạn. 2, 3. Wow, thấy chưa? Thấy rửa tay đi các bạn đó. Mình đi đám cưới mà mình còn được xem ảo thuật nữa là mình đó nha. Kéo thật đó. 1, 2, 3. Wow, bất ngờ chưa. Rồi giờ lỡ ra mới khó nè. Cái này lỡ ra làm sao nha. À, chứng quá lỡ ra. Mình nói mạnh mẽ là 1, 2, 3. Mạnh mẽ. Và chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ.